Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát Nhân dân trong hệ thống bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 26 tháng 7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát Nhân dân đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân. Bằng những kết quả của các lĩnh vực công tác kiểm sát, Viện Kiểm sát các cấp đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát Nhân dân đã không ngừng nâng cao về chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm sát. Hệ thống tổ chức Viện Kiểm sát các cấp ngày càng được kiện toàn, cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được tăng cường theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý chỉ đạo điều hành. Đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm sát viên vững vàng về lập trường chính trị, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức theo lời dạy của Bác Hồ. Mỗi cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Công tác xây dựng ngành thường xuyên gắn với công tác xây dựng Đảng. Ngành Kiểm sát Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2020.